Xin chào mọi người, lại là nhà Euhao đây. Tập trước chúng mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng máy ép chậm Arendo để làm nước ép thơm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một ly Kenpon thơm ngon và bổ dưỡng từ chiếc máy ép chậm này nhé. Hãy cùng nhà Euhao bắt đầu ngay bây giờ nào. Và để làm món Kenpon này thì trước tiên chúng mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu như sau: hai quả bơ chín, tất cả đều đã được gọt vỏ và vỏ hạt, sau đó cắt khúc dài để đem cấp đông khoảng một ngày. Các bạn có thể zip lại như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm sữa đặc và một ít đậu phộng để giúp món kem có thể thơm ngon hơn nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt tay vào làm món kem bơ. Sau khi lắp máy xong thì mình sẽ khởi động máy và lần lượt cho bơ vào máy. Tiếp theo thì máy sẽ giúp chúng ta làm mịn bơ một cách nhanh chóng từ 2 đến 3 phút và sẽ cho ra thành phẩm là những ly kem bơ ngon, sánh mịn và dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Sau khi kem đã ép xong, các bạn có thể thêm xíu sữa đặc và đậu phộng, hoặc có thể thêm kèm topping mà mình muốn. Các bạn cũng có thể dùng dụng cụ tạo hình để tạo hình cho ly kem bắt mắt hơn nhé.